南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。过度真实，离不解脱，这两句八个字是什么意思呢？và tám chữ quá độ sanh tử phi bất giải thoát có nghĩa là gì？ 过就是越过。quá có nghĩa là vượt qua。越过了六道的生死轮回。vượt qua sanh tử trong lục đạo。度就是救度他，độ nghĩa là cứu độ， 救度他离开六道的生死轮回， cứu độ chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi， 所有的痛苦都能够解脱， tất cả những thống khổ đều được giải thoát， 没有不解脱的。không có gì mà không giải thoát. 这一段过度生死离不解脱，在另一部同等意义的《大宝积经无量寿如来会》就翻译说。và cái đoạn kinh này có một đoạn đồng nghĩa nằm ở trong Như Lai hội trong kinh Đại Bảo Tích。giải thích rằng đoạn này quý Phật tử xem ở trong cái trang số 2 cái phần mà mới này trong Như Lai hội dịch, quý Phật tử thấy không ạ? Trang 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 hàng 11, cái đầu hàng 11 Như Lai hội phân y vậy nâng chiêu y chê chú sư chân sân đạo bình sử trọng thú nào và dịch rằng có thể cứu tất cả thế gian các khổ não sanh già bệnh chết. 也就是说，法藏菩萨所发愿，他的愿力是能够救度一切世间的所有众生的生老病死的苦恼。và có thể nói rằng cái sự phát tâm tu hành của Bồ Tát nguyện lực của Bồ Tát khi thành Phật có thể cứu độ tất cả chúng sanh ở thế gian vượt qua sanh lão bệnh chết khổ não. Các vị đệ tử, 我们有没有生老病死的苦？các vị đệ tử, 还有轮回无量无边的所有的苦，有没有？有。chúng ta có vô lượng vô biên sanh lão bệnh khổ hay không？有。我们能够自己救度我们这样的众苦恼吗？chúng ta tự mình có thể cứu độ những cái khổ não này hay không？ 那么阿弥陀佛，他在照载永劫以前，是现为法藏菩萨，他就发愿要救我。và Đức Phật A Di Đà khi còn là Bồ Tát Thập Tạng, ngài phát nguyện là cứu độ sanh lão bệnh khổ tất cả khổ não của chúng ta. 所以这里就说能救。cho nên nói rằng có thể cứu được. 阿弥陀佛能够救度我们离开六道的生死轮回。Đức Phật A Di Đà có thể cứu chúng ta vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi.这里说能救无量寿经说过度意识是一样的。ở đây nói đến là có thể cứu độ so với cái mà quá độ ở trong kinh vô lượng thọ là ý nghĩa giống nhau。所以能救跟过度啊，文字不一样，意思是一样的。能cứu và quá độ văn từ khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau。同时另外一部同等意义的庄严经
翻译说，为彼群生大导师度脱老死令安稳。và một bộ kinh khác cũng nói đến đoạn kinh này, đó là trong kinh Trang Nghiêm, dịch rằng trong kinh Trang Nghiêm dịch rằng trí là vì tất cả chúng sanh trong khổ não làm vị đạo sư và độ thoát chúng sanh vượt qua sanh lão bệnh tử khiến cho được an ổn. 意思就是说，他呢要作为所有众生的大导师。Ý nghĩa là làm bậc đạo sư của tất cả chúng sanh。是什么样的导师呢？是要救度所有的众生。là vị đạo sư thế nào? Có nghĩa là làm vị đạo sư độ thoát tất cả chúng sanh. Làm cho họ rời khỏi sanh lão bệnh tử. Làm cho tất cả xa rời sanh tử luân hồi. Làm cho họ rời khỏi phân đoạn sanh tử, cùng biến dị sanh tử.làm cho tất cả xa rời phân tuần phân tuần chú tiêu trao đến vậy là sinh tử là làm cho tất cả xa rời phân đoạn sinh tử nghĩa là lục lục đạo luân hồi. Hay là biến dị sinh tử, 就是超越修行阶位，直接到达成佛。Có hai loại.Đó là phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử. Phân đoạn sanh tử có nghĩa là vượt qua lục đạo luân hồi, và biến dị sanh tử là vượt qua tất cả những cái giai vị, nghĩa là mình từ phàm phu yao dao cheng fo yao li kai liang zhong sheng si. Chúng ta từ giai vị phàm phu mà đến khi thành Phật. Di zhong yao liao tuo六道的生死，这个叫做分段生死。có một loại đó là vượt qua sanh tử luân hồi gọi là phân đoạn phân đoạn điều đạo của phân đoạn sanh tử phân đoạn sanh tử. 那么离开了六道轮回、六道生死。到达成佛当中，有从这个最低级的菩萨到最高级的菩萨。nghĩa là trong quá trình mà chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi thành Phật thì nó có từng giai đoạn, nghĩa là từ cái giai vị Bồ Tát thấp đến giai vị Bồ Tát cao. 那么从最低级的一直往上升华，也是一种生死的过程。và từng cái giai vị Bồ Tát thấp mà tu tập đến giai vị Bồ Tát cao thì cũng trải qua sanh tử luân hồi. 不过这种过程呢，它是没有六道轮回的苦。nhưng mà cái sự trải qua sanh tử này nó không có khổ. 那么一直升华而到佛的境界。nghĩa là đến cái cảnh giới của Phật. 那么法藏菩萨他发愿，他能够救度十方众生这两种生死。và Bồ Tát Thập Tạng phát nguyện rằng cứu độ chúng sanh vượt qua cái sanh tử luân hồi và từ cái giai vị Bồ Tát không còn sanh tử luân hồi nữa đến thành cái giai vị Phật. Là đó là ngài phát nguyện là độ tất cả chúng sanh vượt qua hai cái loại sanh tử, phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử. 救度众生到极乐世界当下，让他进入一生苦处。và cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh tây phương cực lạc là ngay lập tức nhập vào nhất sanh bổ xứ. 当下离开两种生死。và ngay lập tức xa rời hai loại sanh tử.
这就是能救一切诸世间生老病死众苦恼，会比群生大导师度脱老死定安稳。Đây chính là nói nên cứu tất cả thế tất cả nên cứu nhất thiết thế gian nên cứu nhất thiết thế giới gian sinh tử sinh lão bệnh tử chúng sanh khổ vị vị quần sanh đại đạo sư độ thoát lão tử nền an ổn. Đó nghĩa là ở trong bản dịch của mình có nghĩa là có thể cứu tất cả thế gian các khổ não sanh già bệnh chết, bố thí điều phục giới nhẫn tinh tấn tam muội như vậy trí tuệ cao nhất. 这就是所谓的过度生死一步解脱。Đó chính là quá độ sanh tử phi bất giải thoát. 混沌生死也解脱了，便利生死也解脱了，什么苦恼通通解脱了。Phân đoạn sanh tử, biến dị sanh tử đều giải thoát, thì tất cả những khổ não khác cũng đều giải thoát. 所以我们净土法门是在讲什么？讲阿弥陀佛的救度。Cho nên pháp môn tịnh độ nói đến điều gì? Đó là nói đến sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Cứu độ chúng ta rời xa sanh tử luân hồi. Giúp chúng ta vượt qua biến dị sanh tử luân hồi. Yao chứng Phật tại A Di Đà Phật vì chúng ta phát nguyện tu hành. Số lý trí đề công đức đang trong đều已经完全具足了. Và Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện tu tập cứu độ chúng ta, toàn bộ những điều này ngài đã hoàn thành cho chúng ta rồi. Các đại biểu Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.所以我们这个法门是讲阿弥陀佛救度我们的法门。Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn giảng đến sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà dành cho chúng ta. 根据在哪里呢？根据 vào chỗ nào đây？ 就是在这里。Chính là ở chỗ này。我们现在都在讲阿弥陀佛救度的根据。Và hiện tại chúng ta nói đến căn cứ cứu độ của Đức Phật A Di Đà.救度跟修行有什么差别呢？Cứu độ và tu hành có gì khác nhau？救度是我们没有能力，靠别人。Cứu độ chính là chúng ta không có năng lực mà chúng ta phải dựa vào người khác。现在我们不是靠其他的人，是靠佛。Mà hiện tại chúng ta không có dựa vào người khác mà chúng ta dựa vào Phật.人都是凡夫不可靠。Người là phàm phu không thể dựa được. 菩萨还没有到达圆满也不可靠。Bồ Tát không chưa có cứu cánh hoàn toàn cho nên cũng không thể dựa được. 虽然十方法界都有十方诸佛，但也不可靠。Mười phương thế giới chư Phật có tất cả các đức Phật nhưng cũng không thể dựa được. 因为那一些佛虽然伟大，可是没有发这样的愿。Bởi vì các đức Phật ấy tuy vĩ đại nhưng không có phát cái nguyện vĩ đại như Đức Phật A Di Đà. 唯有阿弥陀佛为我们发这样的愿来救我们。Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới phát cái nguyện vĩ đại như vậy cứu độ chúng ta. 同时能够救我们。Đồng thời có thể cứu độ chúng ta. 所以。我们要完全依靠阿弥陀佛的救度。Cho nên chúng ta hoàn toàn phải dựa vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. 那如果是修行的话，必须靠自己的力量。Còn nếu như chúng ta tự tu hành thì phải dựa vào sự sức lực của chúng ta, năng lực của chúng ta.
以自己的力量来降服自己的烦恼。Lấy cái năng lực của chúng ta điều phục phiền não của chúng ta. 最后断除自己的烦恼。Cuối cùng đoạn trừ phiền não chúng ta. 同时还要累积功德。Đồng thời phải tích lũy công đức. 六度万行的功德。Lục độ vạn hạnh công đức. 要圆满。要圆满成就才能成佛。Phải viên mãn rốt ráo mới có thể thành Phật được. 没有断烦恼不能离开轮回。Không thể nào có chuyện không đoạn trừ phiền não. Công đức không có viên mãn thì không thể thành Phật. Không có chuyện mà không đoạn trừ phiền não mà thành Phật. Mà không rất viên mãn cũng không thể thành Phật. Đối với mình nói chẳng không cần nói thành Phật. Đơn giản đoạn phiền não ly khai luân hồi, không có lực lượng nào. Chúng ta khoan nói đến chuyện thành Phật, nói đến cái chuyện mà đoạn trừ phiền não thì chúng ta không thể làm được rồi. Điều phục phiền não của chúng ta cũng không có lực lượng. Điều phục phiền não mà chúng ta còn làm không được. Các vị đến hiểu không? Hội bù hội đoạn sảng trá liệm. Chúng ta có thể nào mà chế phục đoạn trừ phiền não được hay không? Hội bù hội. Hội. Hội bù hội chỉ chiến suy. Chúng ta có gọi là đoạn trừ cái tình cảm ái ố trong người hay không? Hội bù hội. Có mấy không? Chí chiến liệu yu. Có thất tình lục dục hay không? Chúng ta có thất tình lục dục trong người hay không? Có gì không? Không. Nhân gia tán thán của mình được sự hộ, mình cao không cao xin. Người ta khen mình có vui hay không? Mình có mừng hay không? Nhân gia mà mình đá mình được sự hộ, mình sẽ không sự không cao xin. Người ta mắng mình, người ta đánh mình có buồn hay không, có giận hay không? Nếu có hãy có cái tâm đó thì biểu thị phiền não hay mới có sáng phủ. Mà chúng ta còn như vậy chứng tỏ rằng chúng ta chưa chứng phục được phiền não. Tu hành hay mới có lực lượng. Tu hành chưa có sức lực, chưa có năng lượng. Thực sự, chúng ta từ khi sinh bắt đầu đến 100 tuổi tử vong, cái tâm đó một điểm cũng không thay đổi. Kỳ thực thì chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc 100 tuổi thì cái tâm mừng vui này vĩnh viễn nó không có thay đổi, nó vẫn y chang như vậy. Mình có thể hiểu, cái tâm có thay đổi mà. Và cái tâm này nó có thay đổi chưa? Hay là giống như hoàn nào sinh trọng, vọng sản, rất nhiều trọng sinh, đúng không ạ? Và có phải là chúng ta phiền não sâu nặng hay không, vẫn giữ nguyên như vậy hay không? Vì vậy, khi tu hành, chúng ta tu hành không có lực lượng. Và nói đến tu hành thì chúng ta không có sự tu hành. Vì vậy, đều phải dựa vào A Di Đà Phật để cứu độ. Cho nên chúng ta phải dựa vào sức Phật, sự cứu độ của Phật A Di Đà. Hầu như, chúng ta từ một con sông đến một con sông khác, dựa vào chính mình để lội lội, chúng ta không có lực lượng. Nghĩa là chúng ta giống như chúng ta từ bờ bên này mà muốn qua bờ bên kia mà dựa vào sức bơi của mình thì không thể nào mà vượt qua cái con sông rộng lớn như vậy để đến bờ bên kia được. 我们在六代六道的苦海当中，只有沉沦。và chúng ta trong biển khổ lục đạo thì chỉ có đọa lạc mà thôi, trầm luân mà thôi. 不过，阿弥陀佛下了这个大愿船，让我们坐。Có điều Đức Phật A Di Đà đã thiết kế chúng ta một con thuyền đại nguyện rồi chúng ta ngồi lên. 我们只要坐了阿弥陀的大愿船，就没灾没难的可以到彼岸。và chúng ta ngồi lên con thuyền của Đức Phật A Di Đà thì không còn lo sợ tai nạn mà có thể đến được.
bờ bên kia. 这就是靠阿弥陀佛救度. Đây chính là dựa vào sức cứu độ của Phật A Di Đà. 所以我们这个法门首先要想到是一个救度的法门. Và pháp đối pháp môn này chúng ta phải điều đầu tiên chúng ta phải biết được đó là pháp môn cứu độ. 不是靠我们修行的法门. Không phải pháp môn dựa vào tự lực tu hành của chúng ta. 那我们怎么接受阿弥陀佛的救度呢? Nên chúng ta làm thế nào để tiếp nhận sự cứu độ của Di Đà? 怎么接受阿弥陀佛的救度? Làm thế nào để tiếp nhận? Làm thế nào để tiếp nhận đây? Là niệm Phật đúng không ạ? Sự niệm Phổ. 对，就是 专念弥陀佛名，愿生弥陀净土。 Chính là chương trưng Di Đà Phật danh, nguyện trưng Di Đà tịnh độ. 接下来说，布施调御戒的精进，如是三昧智慧为上。 Và tiếp theo nói đến đó là trong cái giảng nghĩa của mình bằng tiếng Việt. Quý Phật tử đọc tới cái đoạn là bố thí điều phục giới nhẫn tinh tấn tam muội như vậy trí tuệ cao nhất. 这是法藏菩萨他示现修行. Đây là cái sự thể hiện tu tập của Đức Phật của Bồ Tát Pháp Tạng. 下面有刮胡啊，说修六度万行. Và bên cạnh đó có cái phần chú thích đó là tu lục độ vạn hạnh. 前面是愿, 这里是行. Đoạn phía trước là nguyện, còn đoạn này chính là hạnh. 有发愿有修行. Có phát nguyện, có tu hành. 这样才能得果, 才有这个果报. Trên, có như vậy thì mới đắc được quả, đắc được cái quả báo như vậy. 阿弥陀佛的发愿为我们发的. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là vì chúng ta mà phát nguyện. 阿弥陀佛的修行为我们而修的. Đức Phật A Di Đà tu hành là vì chúng ta mà tu hành. 所以阿弥陀佛殊胜的愿、殊胜的行都是我们的. Cho nên cái nguyện thù thắng, cái hạnh thù thắng của Đức Phật A Di Đà là cho chúng ta, vì chúng ta. 阿弥陀佛看我们如同他的孤儿. Đức Phật A Di Đà xem chúng ta giống như là con của ngài vậy. 就好像父亲他一辈子的辛劳所赚的财富都留给他的儿子. Giống như cha mẹ một đời làm đồng vất vả kiếm tiền, tất cả tài sản này đều dành cho con. 所以他父亲的辛劳 等同他儿子的辛劳. Và tài sản của cha mẹ cũng chính là tài sản của con. 父亲的财富等同儿子的财富. Tài sản này chính là của con. 阿弥陀佛的无量光无量寿就是我们的无量光无量寿. Vô lượng thọ vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà chính là vô lượng thọ vô lượng quang của chúng ta. Tín về Amitabha, đều là vì chúng ta mà phát nguyện, mà tu hành. Bởi vì Đức Phật A Di Đà vì chúng ta mà phát nguyện, vì chúng ta mà tu hành. 所以他愿行圆满所证的果都是要给我们的. Cho nên cái nguyện hạnh viên mãn của ngài, cái quả chứng của ngài có được là đều dành cho chúng ta. 接下来，他呢就以这个事啊来显示他的愿是永不改的，永远不会改变的。他的事。接下来，这里所讲的无事得佛普贤此愿，一切恐惧会作大安，是表示阿弥陀佛的事。
前面是愿，这里是事。Trước mắt ở phía trước là thể là nguyện, còn ở đây là thể. Đoạn này trong bản tiếng Việt chúng ta là tôi thề thành Phật hành đủ nguyện này, chúng sanh sợ hãi làm cho được an. Có nguyện, nhưng mà không có sự thì nguyện không có đạt thành cũng không sao hết. Xin được giải thích. Có nguyện mà không có sự thì nguyện giả sử không có đạt thành cũng không có tổn thất, không sao hết. Có nguyện mà không có thể thì cái nguyện này được thiết lập thì cũng vô ích. Nhưng nếu có 加上发誓有这个事的话，那么那一个愿就非达成不可。佛教请解释来，có nguyện mà không có thể thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà có nguyện rồi mà có thở nữa thì cái nguyện này chắc chắn thành tựu. 如果不达成的话，就要付出代价。Mà nếu như mà cái nguyện này mà không thành tựu được thì phải trả giá, đây chính là thề. Phụ thu 什么代价呢？在四十八大愿啊，每愿每愿的最后就说，若不得成，不成正觉，就是付出生命作为代价的意思。Cái sự trả giá này ở trong 48 nguyện thể hiện ở chỗ là nếu mà làm không được thì thở không thành Phật, đây là sự trả giá của Đức Phật. Sách sở giảng được nói, ta nhất định phải thành Phật, phi thành Phật bất khả. Và ở đây thể hiện rằng nếu mà tôi chắc chắn thành Phật, không thể nào không thành Phật. Ta thành Phật là mục đích, chính là phải viên mãn trên trên sở giảng cái nguyện. Và cái sự thành Phật này chính là viên mãn thành tựu những cái nguyện mà ngài đã thiết lập ở trước. Trên đây sở giảng thì chính là quá độ sanh tử lý bất giải thoát. Và ở trước nói đến đó là quá độ sanh tử phi bất giải thoát, có nghĩa là vượt qua sanh tử, không có gì mà không giải thoát được. 要让我们一切恐惧对做大安. Và làm cho chúng ta đó là tất cả sợ hãi chúng ta làm cho được an ổn. 我们有生死轮回就有恐惧. Và chúng ta có sanh tử luân hồi thì chúng ta có sợ hãi. 人生在世有种种的恐惧不安. Và chúng ta ở cuộc đời này có vô số sợ hãi không an. 我们很怕将来老的时候有种种病痛。Chúng ta sợ rằng chúng ta sau này già đi sẽ có vô số bệnh tật, đau đớn. Và chúng ta sợ rằng trong cuộc sống này chúng ta có vô số tai nạn. Và chúng ta vô sinh trí liễm愿望不能达成，有生之年，生死之中。Và chúng ta sợ rằng trước khi chúng ta chết thì chúng ta cái nguyện vọng chúng ta không thể làm được, nghĩa là trước khi chết thì những điều mà chúng ta muốn thì chúng ta làm không được. 我们有爱别离的恐惧，怨憎会的恐惧，求不得的恐惧。Chúng ta có ái biệt ly khổ, oán tính hội khổ, cầu bất đắc khổ, có những cái nỗi khổ đó. Chúng ta có cái nỗi khổ, nỗi sợ tử vong. Chúng ta lo sợ nhất là gì đây? Cái điều lo sợ nhất của đời người là gì? Sự. Thầm mình phụ tả sự. Là luân hồi đúng không? Là luân hồi. Là đó là tam ác đạo đúng không? Là đó là vào địa ngục đúng không? Sợ hãi, những điều sợ hãi này rất nhiều đúng không?
阿弥陀佛说没关系，靠他。Đức Phật ở giai đoạn đó này không sao hết, dựa vào tôi đây, nhờ vào tôi đây. 所以说一切恐惧会做大安。Cho nên nói rằng tất cả sợ hãi làm cho được an. 不但没有恐惧，而且能够大安稳。Không những là chúng ta không còn sợ hãi mà còn được đại an ổn. Đa an lợ. Đại an lạc.大安稳、大安乐，就是成佛的意思。Đại an ổn、đại an lạc chính là thành Phật。阿弥陀佛不但要我们，让我们离开所有的恐惧、痛苦，而且要我们通通成佛。Đức Phật A Di Đà không những giúp chúng ta vượt thoát được cái sợ hãi, thống khổ mà còn làm chúng ta thành Phật.所以阿弥陀佛也叫做大安慰。và gọi Đức Phật A Di Đà ta an ủi an ủi an ủi là còn còn Đức Phật A Di Đà còn gọi là cái vị làm cho chúng ta được an ủi chúng ta vị Phật an ủi chúng ta. Mình nhân sinh có 种种的苦恼，阿弥陀佛安慰我们。Chúng ta trong đời người có vô số thống khổ thì Đức Phật A Di Đà an ủi chúng ta. Mình nhân sinh có 种种的不平、不满、挫折，阿弥陀佛安抚我们。Đức Phật A Di Đà thấy chúng ta có nhiều lo lắng, sợ hãi, có những điều bất an, không được yên thì Đức Phật A Di Đà vỗ về chúng ta. Nhân sinh có khổ chư.Đời người có thống khổ, có sợ hãi. Trong A Di Đà de hoài bao, jiu da an. Và trong cái tấm lòng của Đức Phật A Di Đà, nằm trong cái sự cứu độ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta được đại an ổn. Quý vị đồng hữu, chúng ta có cần phải đầu nhập vào A Di Đà Phật da an ủi de hoài bao à? Các vị đồng hữu, chúng ta có phải nằm trong cái sự cứu độ, cái sự bổ về của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có muốn như vậy hay không?婴儿如果离开慈母的怀抱，会安全吗？正因为嘛，chúng ta rời xa tấm lòng của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có được an hay không？慈母，她如果不把她的婴儿怀抱在胸中，她会安心吗？và từ mẫu không đưa đứa con vào trong lòng thì từ mẫu người mẹ hiền này có an tâm hay không? Mình đi khai A Di Đà Phật, mình có an tâm mà? Chúng ta rời xa Đức Phật A Di Đà, chúng ta có an tâm hay không? A Di Đà Phật, Ngài sẽ bỏ đi chúng ta, Ngài trong lòng sẽ an tâm mà? Đức Phật A Di Đà xa rời chúng ta.Tâm Đức Phật có an hay không? A Di Đà Phật, 时时刻刻怀念着我们，呼唤着我们。Đức Phật A Di Đà thời thời khắc khắc lúc nào cũng hồi niệm, cũng kêu gọi, vẫy gọi chúng ta. 呼唤我们要接受他的救度。Kêu gọi chúng ta phải tiếp nhận sự cứu độ của Ngài. 他从极乐世界一直呼唤到娑婆世界。và Đức Phật A Di Đà từ thế giới cực lạc vẫy gọi mãi, vẫy gọi đến thế giới ta bà này. Hú hoan đến Việt Nam. Kêu gọi đến Việt Nam. Hú hoan đến Hồ Chí Minh, từ đến Hà Nội. và vẫy gọi chúng ta ở những miền của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại hú hoan đến Đài Loan, từ Đài Loan.và vẫy gọi chúng ta kêu gọi chúng ta đến ngài vẫy gọi chúng ta đến Đài Nam của Đài Loan. Mình đến đi hả? Có nghe thấy không? Chúng ta có nghe thấy ngài hay không? Nghe thấy rồi, chúng ta có nghe thấy ngài hay không?
và chúng ta nghe rồi thì chúng ta có an hay không? Mình nhân sinh hãy hơi chuyển đổi ây à, tôi hẳn khổ à. Và đời người chúng ta còn cảm thấy ôi chà, đời sao mà khổ dữ quá, có cảm thấy như vậy hay không? Tất cả cái nỗi khổ Đức Phật A Di Đà giúp chúng ta được an, vỗ về an ủi chúng ta. Nhân cái tâm nào hẳn khổ đó. Tâm của con người rất khổ. 我内心的苦，我的丈夫不能够理解。Tâm cái tâm khổ chúng ta, người chồng chúng ta không thể nào hiểu được. 你们的丈夫理解你们的苦吗？Chồng của các vị có hiểu được nỗi khổ các vị hay không? 只有阿弥陀佛。最能够理解，对不对啊？只有佛阿弥陀佛才晓得các vị đúng không？阿弥陀佛说，佛阿弥陀佛说，自作自受，tự tác tự thọ，tự làm tự chịu。阿弥陀佛说，这是重报轻受，đó chính là trọng báo mà khinh thọ nghĩa là。Gây tạo nhiều mà thọ nhận ít. A Di Đà Phật nói, "Quay, tiến vào, sang, của ta, đa nguyện truyền, cho, được đạo bù, được đạo an ủi rồi." Đức Phật A Di Đà nói, "Thôi nhanh lên, ngồi lên thiền đây, tôi đưa đến tay con cực lạc cho rồi." Nhân sinh đều là cô độc đạo. Đời người là cô độc.我们孤独而来，chúng ta cô độc mà đến， 我们也孤独而去， và chúng ta cô độc mà ra đi。丈夫太太不能够替代我们， chồng vợ không thể nào thay chúng ta làm được， thay chúng ta giúp chúng ta được。丈夫太太也没办法理解我们的内心， chồng vợ không thể nào hiểu được nội tâm của chúng ta。所以现在。虽然家人团聚也是孤独的。và hiện tại gia đình quyến thuộc sống trong gia đình quyến thuộc chúng ta cũng cảm thấy cô độc. 不过念佛人不孤独。nhưng mà người niệm Phật không có cô độc. 念佛人与佛同在。bởi vì người niệm Phật sống cùng với Đức Phật A Di Đà. 念佛人是抱着阿弥陀佛一起睡觉。và người niệm Phật cùng với Đức Phật A Di Đà ngủ. Các cha có mấy ông bao giờ A Di Đà cùng chị chúng ta có ôm Đức Phật A Di Đà ngủ hay không? Nên có nhận sư A Di Đà kèm với chúng ta chú du. Người niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà cùng chúng ta đi ra đi vào. Hiện tại A Di Đà kèm với các cha đến Đài Loan lại đó, có mấy ông thấy không? Đức Phật A Di Đà cùng chúng ta đến Đài Loan, đến Đài Nam, chúng ta có thấy ngài hay không? Mình trâu thì mới có thấy được, nhưng xin thì thấy được. Chúng ta mắt phàm không được thấy, nhưng mà tâm chúng ta thấy. Vì vậy, mọi sợ hãi chỉ có A Di Đà Phật có thể cho chúng ta được an. Cho nên tất cả những điều sợ hãi chỉ có Đức Phật A Di Đà làm chúng ta được an ổn.接下来这里说，假令有佛百千一万无量大圣速度恒沙供养一切四等诸佛，不如求道坚正不退。và đoạn tiếp theo nói rằng, giả sử có Phật trăm nghìn đức Phật vô lượng đức Phật nhiều như hàng sa.Cúng dường tất cả chư Phật như vậy, chẳng bằng cầu đạo kiên định không lùi. Đây đoạn này, là cho chúng ta bảo chứng. Và đoạn này là bảo chứng, là bảo đảm cho chúng ta. Rằng chúng ta đối A Di Đà Phật, tin tín kiên cố. Và làm cho chúng ta cái tín tâm chúng ta đối với Đức Phật A Di Đà kiên cố. Đây ý tứ là nói.即使供养十方世界的无量诸佛，都不如
要为众生，要为众生的得脱来发愿修行。Đoạn này có nghĩa là cúng dường vô lượng các bậc Phật ở mười phương thế giới, không bằng vì chúng sanh mà tinh tấn tu hành. Dùng bu cải biến, dùng bu tạo thuê. Vĩnh viễn không có thói chuyển, vĩnh viễn không có lùi bước. 所以说, 不如求道坚正不退. Cho nên nói rằng là không bằng cầu đạo là kiên định bất thối. 这就让我们对阿弥陀佛的发愿以及发誓增长这个信心。 Đây là chính là củng cố niềm tin vào cái sự pháp đại thệ nguyện thành chánh giác của Đức Phật A Di Đà. 接下来，他说， 譬如 恒沙诸佛世界，富不可计，无数刹土，观礼西照遍此诸国，如是精进，威神难量。 Và tiếp theo nói đến là thí như hàng xa thế giới chư Phật lại không tính kể, vô số cõi nước ánh sáng đầu chiếu khắp các cõi này, tinh tấn như vậy ôi thần khó lường. Cái điều này biểu thị cái nguyện gì của Đức Phật A Di Đà, đó là cái nguyện xin mời duyên quan niệm vô lượng thiên tạo mười phương thế giới, có nghĩa là cái nguyện ánh sáng là chiếu rồi vô biên là chiếu khắp tất cả các quốc độ. Quang niệm là sự hiển thị Phật từ bi trí huệ. Và quang minh ánh sáng cũng hiện chiếu cái sự từ bi của Đức Phật. Quang minh vô lượng hiển thị từ bi trí huệ vô lượng, yêu cứu độ vô lượng vô biên của chúng sanh. Và quang minh vô lượng này, vô biên này hiển thị cái sự từ bi cứu độ vô lượng vô biên của chúng sanh. 所以接下来呢, 好像菩萨, 他要建设, 发愿, 救度众生, 要建设, 清净的国土。 Và tiếp theo Ngài muốn kiến lập cái quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. 这里有六句, 说, và đoạn này có 6 câu. Liên vô chô phổ, quốc thủ đệ nhất, chí trọng chí mạo, đạo tràng trao trụy, quốc rũ lý phản, ớt vũ đồng xoan. Nghĩa là nếu tôi thành Phật, cõi nước đệ nhất, các thứ kỳ diệu, đạo tràng siêu tuyệt, cõi như nê hoàng, không cõi nào hơn. Chứ cơ chô sư, hòa trang phú sa, 为了救度众生而发愿建设极乐世界的净土。 Đây nói đến Đức Phật A Di Đà vì chúng sanh mà kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc. 而这个净土呢，是十方世界当中第一无比的净土。 Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc này là tịnh độ so với các tịnh độ khác là đệ nhất, không có cõi nào sánh bằng. 所以说, 令我做佛, 国土第一. Cho nên nói khiến tôi thành Phật quốc độ đệ nhất. 下面呢, 有一个表, 有种跟别, 那么这令我做佛, 国土第一, 两句, 八个字, 是总的, 总的来, 赞叹来显示国土的第一. Và ở trang thứ 5 Phật tử lọc ra ở phần cái chữ phần biểu đồ trang thứ 5 là ở phần tổng là nếu tôi thành Phật cõi nước đệ nhất, chữ này thiếu chữ nhất, cõi nước đệ nhất, thì
thì chỗ này chính là 8 tháng cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. 下面四句呢是个别个别的来显示它的地位。 Và 4 câu tiếp theo là hiển thị mỗi một điều tuyệt diệu của cõi Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là biệt. 其中奇妙四个字是显示它的极乐世界的圣众是十方世界当中第一的。 Nghĩa là cái câu các thước kỳ diệu, nghĩa là hiển thị là trong tất cả cõi nước thì cõi những cái thứ trong cõi Cực Lạc là đệ nhất. 道场超绝是显示极乐世界成佛，在极乐世界成佛是第一的，超越十方世界。 Đạo tràng siêu tuyệt nghĩa là đây là cái môi trường tu tập tốt cho chúng ta, ở đây chúng ta tu tập là đệ nhất, không có nơi nào bằng. Quả rũ lý hoàn, lý hoàn 就是快乐乐的意思，所以显示快乐第一。 Cõi như nơi hoàng, nơi hoàng có nghĩa là an vui an lạc, khói lạc có nghĩa là an lạc đệ nhất. Thì ở Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta an lạc đệ nhất, không có cõi nào sánh bằng. 而无等双是总结论的显示，它的极乐净土是。 Phả chế đi ý đạo. Và không cõi nào hơn có nghĩa là cõi nước đời nhất. Và cõi nước này là đời nhất, không có cõi nước nào sánh bằng. Chí trọng chí miệng hiển sư ở mình Phú quản sư Phán phú Sơn dân San dân Ơ dân Ý đàn Phản sân chí lợi sư chê tử phạm đều là siêu việt hiện đại. Và các chúng đệ nhất, kỳ chúng đệ nhất nghĩa là nói lớn là ở Tây Phương Cực Lạc, phàm phu thánh nhân thì đều là siêu tuyệt, không có cõi nào hơn. 怎么样超越性呢？就像《阿弥陀经》所讲的。 Thế nào gọi là tính siêu việt? Giống như kinh A Di Đà nói. 在梵文印度文的《阿弥陀经》啊，在近代所发现的印度文的《阿弥陀经》就这么说。 Trong bản kinh tiếng Phạn mà một vị bản của kinh A Di Đà gần đã được phát hiện, thì kinh văn tiếng Phạn nói rằng: 说往生极乐世界，就都是清净的，不退转的。 一生不住的菩萨. Và bản sanh Tây Phương Cực Lạc là thanh tịnh, tinh tấn, không thối chuyển nữa. 所以这就显示其中奇妙. Cho nên nói rằng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta bản sanh về đó làm thánh chúng Tây Phương Cực Lạc là kỳ diệu đời nhất, gọi là chúng đời nhất. 道场超绝，道场两个字是指成佛的意思。 Đạo tràng siêu tuyệt, đạo tràng đây có nghĩa là thành Phật đệ nhất. Đạo tràng có nghĩa là thành Phật. 一般要成佛的话，必须要先断除烦恼，离开六道轮回。 Muốn thành Phật thì chúng ta phải thông thường thì phải đoạn trừ phiền não, xa lìa sanh tử luân hồi. 而且要发菩提心，行菩萨道。 Và còn phải phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo. 经过断除四十一品等五品的过程。 Và phải vượt qua 41 phẩm vô minh thì phải vượt qua 41 phẩm vô minh.
也就是要破除十住、十行、十回向、十地，分别这一些而进入等觉。và chúng ta phải phá trừ phiền não trong mười địa, mười trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. 这样的时间要经过三个大阿僧祇劫。mà cái khoảng thời gian tu tập qua các địa như vậy, các tổ các hành như vậy, các trụ các hành như vậy phải qua ba a tăng kỳ kiếp.所谓三起修福慧，có nghĩa là ta ba tên kỳ kiếp tu phước huệ, 百劫众相好 và trăm kiếp trồng tướng hảo, 之后才能够成佛， sau đó mới có thể thành Phật được. 可是只要往生极乐世界的话，就通通超越。nhưng mà chỉ cần chúng taVãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vượt qua tất cả các hành địa này. Không 经过这一些时间跟过程跟结尾. Và không cần phải trải qua cái khoảng thời gian lâu như vậy, không cần trải qua cái giai vị phức tạp như vậy. 是横超的. Mà đây gọi là hoành siêu. 所以阿弥陀佛救度的法门是横超的法门。Pháp môn cứu độ là pháp môn cứu độ tịnh độ là pháp môn hoành siêu. Khổng trao san trên yêu đạo thật đối lục hồi. Hoành siêu nghĩa là bên ngang qua san lục đạo luân hồi. Khổng trao phú xa thật trống trọng sứ trên cân chiến huệ. Và bên ngang qua thời gian giai vị tu tập Bồ Tát.因此成佛就很快速。Vì vậy mà thành Phật rất là nhanh. 所以这里说道场超绝。Cho nên ở chỗ này nói đạo tràng siêu tuyệt. 超就是横超。Siêu ở đây là hoành siêu. 绝就绝对。Tuyệt ở đây là tuyệt đối. 绝对就是离开了比较性。Tuyệt đối là vượt qua tính so sánh, tính tương đối.时间长短的比较啦，tính tương đối của thời gian dài ngắn, 品味阶级的高低啦, và phẩm vị đó là những cái mang tính tương đối, 通通没有, tất cả những điều đó đều không có, 这个叫做绝对性, đây gọi là tính tuyệt đối, 所以往生极乐世界的话呢，成佛。是超越的，是绝对的。Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là tuyệt đối, là siêu tuyệt. 所以说成佛第一。Cho nên nói là thành Phật đệ nhất. 接下来国如泥环。Và tiếp theo nói là cõi như nơi hoàng. 国是指极乐世界。Quốc ở đây, nước ở đây gọi là Tây Phương Cực Lạc.极乐世界是属于依报，Tây Phương Cực Lạc là thuộc về y báo。可是涅槃的话呢，是属于正报的内容。và niết bàn ở đây chính là thuộc về nội dung của chánh báo。涅槃就是离开了生灭，离开了任何的苦恼。niết bàn thì rời xa cái tính sinh diệt, rời xa tất cả khổ não。所以说是快乐、安乐、安乐，đó là khói lạc, an lạc, an ổn。那么依报的国土跟正报的泥盘是一体的。và y báo cực lạc và chánh báo niết bàn là một thể。所以说国如泥环。cho nên nói là nước như nê hoàng。显示极乐世界的国土是快乐第一的。hiển thị rằng quốc độ cực lạc là khói lạc đệ nhất. Vì vậy, cõi lục thế giới là y báo, cùng chánh báo là một thể. Quốc độ cực lạc, y báo, chánh báo là một thể, bởi vì như vậy. Tổng kết những cái thứ nhất, nên nói quốc độ,
第一啊无等双。Tổng kết những điều lợi nhất đấy mà nói thành quốc độ lợi nhất không có gì sánh bằng. 接下来说，我当离埃度脱一切。Và nói rằng tôi thương xót tất cả độ thoát mà độ thoát chúng sanh. 显示阿弥陀佛他种种的发愿。种种的修行，最后完成他本身的无量光、无量寿的佛，以及名号、光明名号，都是为了众生，都是为了救度一切众生。và hiển thị rằng Đức Phật A Di Đà tu hành đạt được vô lượng quang, vô lượng thọ là tất cả là vì chúng sanh mà tu hành. 所以说我当哀悯度脱一切。cho nên nói rằng tôi thường thương xót độ thoát tất cả. 十方来生心愿清净。và mười phương đến đây tâm đều vui mừng.要让十方众生，只要他愿生极乐世界的话，都要让他的心得到安慰，得到不恐惧。只要chúng ta nguyện sanh thì Phật sẽ làm chúng ta được an tâm, được an ổn, không có hoài nghi. 最后到了极乐世界呢？就快乐安稳。và cuối cùng đến đây phương cực lạc là an vui an ổn. 这个快乐安稳就是成佛的意思。快乐安稳đây nghĩa là thành Phật. 那么这一段啊，这一段偈文，在庄严经，在庄严经它什么翻译呢？它翻译说所有。无边世界中，轮回诸趣众生类，受生我刹，受快乐，不久具成无上道。và đoạn kệ này có một chỉ bản ở trong kinh Trang Nghiêm dịch rằng kinh Trang Nghiêm này đoạn này quý Phật tử xem trang 4 phần đầu tất cả trong vô biên thế giới loài chúng sanh luân hồi sáu nẻo mâu sanh nước tôi nhận an vui chẳng lâu đều thành đạo vô thường. 所以这一段也等同啊，是阿弥陀佛的呼唤。Đoạn này cũng đồng với cái sự kêu gọi vẫy gọi của Đức Phật A Di Đà. 呼唤十方世界无量无边的世界的众生。Vẫy gọi chúng sanh ở vô lượng vô biên thế giới. Bất luận luân hồi tại thiên đạo của chúng sanh, hoặc nhân đạo của chúng sanh, hoặc sanh ở đạo của chúng sanh, A Di Đà Phật vẫn cứ tại hô hoán họ. Bất luận là chúng sanh luân hồi trong thiên đạo, nhân đạo và tam ác đạo thì Đức Phật đều vẫy gọi.呼唤说要赶快接受他的救度。Đức Phật vẫy gọi kêu gọi rằng mau nhanh chóng tiếp nhận sự cứu độ của Di Đà. Phá nguyện vãng sanh cực lạc thế giới. Phát nguyện vãng sanh cực lạc. Chỉ cần nguyện sanh cực lạc thế giới, 就能够让他往生极乐世界。Chỉ cần phát nguyện tây phương cực lạc thì nhất định nhanh chóng thành nhất định nhanh chóng vãng sanh. 而且不久啊，快速的通通成佛. Và không những thế mà còn không lâu sau sẽ thành vô thượng đạo, có nghĩa là thành Phật. 到了这里, đến chỗ này, 实在显示法藏菩萨他的
宏广的愿，无尽的悲心。và đến đoạn này thể hiện cái bi tâm, cái nguyện lực vĩ đại, vô lượng vô biên của tỳ kheo phát tạng. 有愿有事。có nguyện có thể. 愿跟事可以说都是很广，而且呢是很坚决。thể và nguyện này đều có và có thể nói rất rộng và rất kiên quyết. 一个伟大的人，他的根源来自哪里呢？một người vĩ đại, tha từ cái gốc rễ của người này đến từ chỗ nào? 来自他的心。đến từ tâm của người ấy. 什么样的心呢？ tâm như thế nào đây? 愿心。đó là tâm nguyện. 有伟大的愿力，就有伟大的行持。có cái tâm nguyện vĩ đại thì có sự hành trì vĩ đại。有伟大的行持，就有伟大的功德。có sự hành trì vĩ đại thì có công đức vĩ đại。阿弥陀佛以前，就是因为有这样伟大的愿，这样伟大的行，所以他完成了极乐世界。vì Đức Phật A Di Đà có tâm nguyện, có nguyện và hạnh vĩ đại như vậy, cho nên hoàn thành thành tựu được.Tây phương cực lạc thế giới. 完成了他本身这一尊佛是诸佛之中的王的佛。và hoàn thành được cái quả vị Phật. một Đức Phật A Di Đà là vương Phật trong tất cả Phật, là vua trong tất cả chư Phật. 完成了他这一句名号，那么阿弥陀佛是万德洪名。và đã thành tựu được câu danh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. 所以都来自于他在这里所发的这个愿。và tất cả những điều đó, công đức hạnh nguyện đó đều xuất phát từ cái sự phát nguyện của Đức Phật A Di Đà và tiền thân là Phát Đản Tỳ Kheo. 他这个愿是真实的。nguyện này là chân thực. 他这个真实的愿要请人来证明。và cái nguyện chân thực này cần có người chứng minh. 那人是凡夫，不够能够证明。và người là phàm phu không thể nào chứng minh được. 即使菩萨也不能够证明。và có Bồ Tát đi nữa thì cũng không thể chứng minh được. Chỉ có Phật mới có thể chứng minh. Chỉ có Phật mới chứng minh được. 所以接下来后面三首偈就是法藏菩萨请佛来证明他所发的誓愿是真实的，不虚假的。và đoạn sau này thì Bồ Tát Pháp Tạng mới thỉnh Phật Thế Tự Tại Vương là chứng minh cho ngài cái sự phát tâm, cái nguyện của ngài là thật, là chân thực. 是坚固的，不会倒退的。là kiên cố, không có thối chuyển. 是现在一发这样的真心，将来必定百分之百的成就的。hiện tại ngài phát tâm như vậy thì tương lai chắc chắn thành Phật.所以这里就说，信佛明信是我真正。và đoạn này nói rằng， 希望是自在王佛，你能够明白我的愿心，相信我的真心。và mong rằng và Đức Phật mong rằng Đức Phật Thế Tự Tại Vương hãy tin tưởng vào sự phát nguyện của tôi， chứng minh vào sự phát nguyện của tôi。唯有佛为我的保证，才是真正的保证，真正的证明。và chỉ có cái sự chứng minh của Đức Phật mới là sự chứng minh chân thực. 发愿于彼，
地经所喻。接下来所讲的八愿品比地经所喻。Và tiếp theo, đoạn tiếp theo có nghĩa là phát nguyện ở cái chỗ đó thì sự tinh tấn tu hành quyết không có quyết tinh tấn tu hành đạt đến mục đích. 意思就是我所发愿的这一些我一定会努力精进的去达成。Và có nghĩa làTôi phát những cái điều nguyện này thì tôi nhất định sẽ làm cho được bất thối duyên. Bảo Trang Phú Sa, 接下来呢又请十方诸佛来做证言。Và tiếp theo ngài thỉnh mười phương chư Phật chứng minh cho ngài. 这里就说十方世尊智慧无碍。Và nói rằng mười phương thế tôn trí huệ vô ngại.十方诸佛都了解众生的心，所以是没有障碍的。mười phương chư Phật đều hiểu tâm chúng sanh, cho nên không có chướng ngại. 常念此尊知我心想。và thường lệnh thử tôn tri ngã tâm hạnh. 常念十方诸佛都晓得我。的心愿是真实的不变的。là khiến cho tất cả chư Phật hiểu được tâm nguyện của tôi là chân thực. 前面请释自在王佛证明，这里是进一步请十方诸佛证明。và phía trước là mời mười phương, phía trước là mời Đức Phật Tứ Tự Tại Vương chứng minh và sau đoạn này là mời mười phương chư Phật chứng minh.最后，宝藏菩萨就说了：“假使身处诸苦毒中，我行精进，忍中不悔。” và tiếp theo ngài nói rằng, giả sử thân ở trong các khổ độc, tôi hành tinh tấn không chút nói tiếc. Đoạn này ở trang số 4, cái phần giữa cái phần tử xem. 意思就是说，为了要救度众生，为了要救度我们。他再怎么样的苦都不反悔。nghĩa là ngài vì chúng sanh mà phát nguyện thì có khó khổ như thế nào ngài cũng không có hối hận. 一个母亲为他的孩子再怎么样的辛苦都心甘情愿，对不对啊？对。và một người mẹ vì con mìnhmà có trải qua khó khổ như thế nào thì mẹ cũng cam tâm tình nguyện, đúng không ạ? A Di Đà vì tôi cũng giống như vậy, cam tâm tình Đức Phật A Di Đà cũng giống như vậy, vì chúng ta mà ngài cam tâm tình nguyện, nhận đó nhận nguyện, và ngài chịu khó chịu khổ, vô nguyện vô hối, và không có hối tiếc. Cái anh giảng đó.根本都没办法形容宝藏菩萨的愿心。những điều vừa nói thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được, hình dung được cái tâm nguyện vĩ đại của Bồ Tát Cấp Tạng. 为什么呢？因为这里所讲的诸苦毒中是什么样的苦毒呢？是假设像地狱那样的苦。và bởi vì các cái điều mà ngài phải gặp phải trong quá trình tu tập, nghĩa là dù có khổ độc, nghĩa là có chịu đọa địa ngục đi nữa. Trên một đoạn, 有关最后这一段记文，在大宝积经无量寿竹来会就翻译，众尘无间诸地狱，如是愿心终不退。Điều này được cụ thể trong bản dịch của Hội Như Lai trong Kinh Đạo Bảo Tích rằng dẫu xa vào địa ngục vô gián, nguyện tâm này không chút thối lui. Cũng có thể nói Hòa Trang Phú Sa là đến địa ngục
代替我们受地狱之苦，而让我们离开地狱。Điều này có nghĩa là Bồ Tát Pháp Tạng nguyện nhảy xuống địa ngục cứu độ chúng ta vì chúng ta mà chịu thay cái khổ ở địa ngục. Các vị đại chúng, chúng ta có phải là luân hồi sanh ở đạo, luân hồi địa ngục chứ không? Luân hồi địa ngục chứ không? Có phải rằng thân chúng ta là thân luân hồi, thân chịu địa ngục hay không? Đúng không ạ? Đúng. Vậy, chúng ta có thể rời khỏi địa ngục, rời khỏi luân hồi, là ai đến thay thế chúng ta? Chúng ta mà có thể rời xa luân hồi, rời xa địa ngục là ai thay thế cho chúng ta? Ai giúp chúng ta thoát khỏi?阿弥陀佛。所以在庄严经就翻译说：愿我精进恒决定，常运慈心法有求，度尽阿鼻苦众生，所发宏誓永不断。cho nên trong kinh Trang Nghiêm có nói rằng nguyện tôi tinh tấn thường quyết định thường vọng từ tâm cứu hữu tình độ hết chúng sanh khổ a tỳ phát hoàn thọ nguyện mãi không thôi. Ta yếu nguyện chứng chỉ quyết định biệt và vĩnh viễn tinh tấn quyết định không thay đổi. Ta yếu nguyện vô tận cái bi xin, yêu cứu độ số hữu chúng sanh. Và lấy cái tinh tấn quyết định này, cái tinh tấn vô tận này để cứu độ chúng sanh. Chỉ sử A bị địa ngục, tội khổ của chúng sanh, để yêu hoàn toàn để cứu độ họ. Và ngay cả địa ngục A Tỳ, chúng sanh nằm ở trong địa ngục A Tỳ thì ngài cũng cứu độ được. A bị địa ngục của chúng sanh à, có hai loại. Chúng sanh địa ngục A Tỳ có hai loại. Một loại là trước đây đã làm A Bỉ Địa Ngục của nhân, hiện tại đã ở A Bỉ Địa Ngục chịu khổ của chúng sanh. Một loại là làm cái nhân địa ngục A Tỳ mà bây giờ phải chịu cái quả báo địa ngục A Tỳ. Một loại là hiện tại làm A Bỉ Địa Ngục của nhân, hiện tại chưa 做阿比地狱的苦，可是将来一定会受阿比地狱的苦。Một loại là quá khứ tạo nghiệp địa ngục A Tỳ, chịu quả địa ngục A Tỳ. Một loại là hiện tại làm cái quả cái nhân địa ngục A Tỳ, mà sau này chịu quả địa ngục A Tỳ. 那么一种又是以前做过阿比地狱的罪业，那么现在呢？或者出生在天上，或者生在人间，将来才会受阿鼻地狱的果报。Một loại là trước đây làm quả cái nhân địa ngục A Tỳ, làm tạo nghiệp địa ngục A Tỳ, thì hiện tại này thì có ở trên trời hay là ở trong loài người thì sau này cũng phải chịu quả địa ngục A Tỳ, phải đọa vào địa ngục. A Di Đà Phật thông thông yêu cứu họ mà. Thì Đức Phật A Di Đà đều cứu được những vị này. Luôn A Bỉ Địa Ngục của chúng sanh, A Di Đà Phật đều yêu cứu được. Hơn nữa, có nào cái chúng sanh A Di Đà Phật không cứu được? Ngay cả chúng sanh địa ngục A Tỳ, Đức Phật A Di Đà còn cứu được. Huống gì là chúng sanh ở các cõi khác? Vì A Bỉ Địa Ngục của chúng sanh là tất cả thế gian ở 罪恶最为重大的。Bởi vì chúng sanh địa ngục A Tỳ là chúng sanh tạo ác cực ác so với các chúng sanh ở các cõi khác. 所谓罪大恶极，就是指阿鼻地狱的众生。Đó gọi là chúng sanh tạo ác cực kỳ. Đây là chúng sanh của địa ngục A Tỳ. 要把阿鼻地狱的众生，不论过去的、现在的、未来的，通通要救助他们。và chúng sanh địa ngục A Tỳ bất luận là quá tương lai, quá khứ, hiện tại đều cứu hết.
这样的悲心大不大？cái tâm từ bi đại bi này lớn hay không, vĩ đại hay không? Đa bất đa. Lớn không? Lớn quá. 这样的愿心广不广？và tâm nguyện này rộng lớn hay không? Đến 二比第一的众生都要救了，何况是我们呢？ngay cả chúng sanh địa ngục A Tỳ còn cứu được, huống gì là chúng ta? 各位莲友，阿弥陀佛，要不要救我们？要。các vị liên hữu đức Phật A Di Đà có muốn cứu chúng ta hay không? 阿比第一的众生，阿弥陀都救了，何况我们而不救，哪有那种道理呀？chúng sanh địa ngục A Tỳ mà còn cứu được.Mà chúng sanh địa ngục, mà chúng sanh hiện tại đây không cứu được thì không có chuyện đó. Cho nên chúng mình đều là A Di Đà Phật cứu độ đối tượng, đúng không? Đúng. Cho nên chúng ta là đối tượng cứu độ của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Đúng. Nếu chúng ta không có A Di Đà Phật cứu độ, chúng ta có thể đọa vào A Di Đà không?Chúng ta mà không có sự cứu độ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có đọa địa ngục hay không? Dạ có. Trong vô cùng kinh cái sinh tử luân hồi trong đó, nếu không thoát ly lục đạo luân hồi, nhất định sẽ đọa địa ngục. Và trong cái sự luân hồi vô tận vô biên thì nếu mà không có sự cứu độ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta nhất định sẽ đọa lạc. Hay không? 我们内心有没有阿比地狱的那一种罪根在啊？và trong tâm chúng ta có cái tội căn cái nhân của địa ngục A Tỳ không có hay không? Dạ có. 我们都有。chúng ta đều có. 为什么呢？为什么呢？bởi vì我们都有贪嗔痴。chúng ta đều có bởi vì sao? bởi vì chúng ta đều có tham sân si. 有贪嗔痴，逢缘遇境就会爆发出来。và có tham sân si thì đến kỳ hạn nó sẽ bộc phát. 逢缘遇境有什么恶我们做不出来啊，都会做出来。và chúng ta những điều ác mà chúng ta không làm được mà chúng ta có cái nhân tham sân si thì chúng ta sẽ làm. 所以我们都要接受弥陀的救度。cho nên chúng ta phải tiếp nhận Di Đà cứu độ. 也唯有阿弥陀佛他的愿能够救度我们。và chỉ có cái tâm nguyện từ bi Đức Phật A Di Đà mới cứu độ được chúng ta.所以从阿弥陀佛当初的法藏菩萨对释自在王佛的赞叹之中所流露的愿心，让我们得到了大安慰。từ chỗ Đức Phật Thế Tự Tại Vương, từ chỗ Pháp Tạng, tỳ kheo Pháp Tạng, 8 tháng Đức Phật Thế Tự Tại Vươngmà đã hiện ra cái bi nguyện, cái tâm nguyện từ bi cứu độ chúng sanh của ngài đối với chúng ta. Sao ta, A Di Đà Phật, 要救度我们. Biết được Đức Phật A Di Đà mong muốn cứu độ chúng ta. 我们已经听到了阿弥陀佛呼唤的救度. Chúng ta đã nghe được sự vẫy gọi cứu độ của Đức Phật A Di Đà.我们这一个法门是因中含果，含带着这个果报。và pháp môn này là trong nhân đã hàm cả cái quả cứu độ。在因地，只要信佛救度，念佛名号，愿生净土，就已经被救了。và chỉ cần nhân chúng ta mà tin Phật, niệm Phật, nguyện sanh về chỗ có Phật thì chúng ta đã được cứu độ rồi. 所以我们这一个法门啊是分陀利发的法门。pháp môn này là pháp môn Hoa Phân Đà Lợi.
婆陀利花是白莲花。花放的来了花香灯。所有花中只有莲花，莲花一开果就出现。大家的花体只有花香体只有花香惹惹。也就是花莲花开莲子当下就现出来了。花惹惹体一顿那达显了了。这显示因果同时。đây là hiển thị nhân quả đồng thời. Yên跟果是同一个时间的。Nhân và quả đồng thời một thời gian cùng một thời gian. 一般的法门是因地先修行。Pháp môn bình thường là nhân địa tu hành trước. 要经过三大二生起解的不退转之后，才能正果。và phải trải qua ba tinh kỳ kiếp tu hành mới thành Phật được. 它不是因果同时，因跟果是有时间性的。Pháp môn từ lực tu hành này không phải là nhân quả đồng thời mà nhân và quả phải trải qua một đoạn thời gian. 只有我们这一个法门是因中就含果，带着果的。Chỉ có pháp môn cứu độ Di Đà là nhân trong đã hàm cả quả. Hiện tại là chỉ trong yên đi. Chúng ta chỉ cần tin Phật, niệm Phật, như vậy, xác định, có thể thành Phật. Và chúng ta hiện tại đây, chúng ta tạo nhân tin Phật, niệm Phật thì chắc chắn bản sanh. Và không cần phải trải qua ba đại ba sanh chi kiếp. Chắc chắn thành Phật không cần trải qua ba thân kỳ kiếp.这叫做因果同时，这个是因果同时，也叫做果地法门，果了法门果地。所有法门当中，只有净土法门是果地的法门。tất cả pháp môn cứu độ thì chỉ có pháp môn cứu độ Di Đà。这样讲起来，成佛有两个法门。cho nên nói đến đây thì chúng ta hiểu được thành Phật có hai loại。Pháp môn, 一个是因地的法门，一个是果地的法门。Một loại pháp môn là nhân địa pháp môn, một loại pháp môn là quả địa pháp môn. 因地的法门要经过三大二生起解。Một pháp môn nhân địa là trải qua, phải trải qua ba tinh kỳ kiếp. 果地的法门不需要。Pháp môn quả địa không cần như vậy. 果地的法门是今生信佛念佛。Pháp môn quả địa là hiện tại tin Phật niệm Phật. 下辈子往生极乐世界，进入一生不处的果位。và đời sau vãng sanh tây phương cực lạc thành bậc nhất sanh bồ tát thành Phật. 一生不处就是佛的意思。nhất sanh bồ tát có nghĩa là thành Phật Phật. 也就是有佛的功德，但是呢，在旁边。等待có nghĩa là nghĩa là cái quả vị Phật đang chờ chúng ta bên cạnh chúng ta 就好像太子他是有成为国王的资格的 giống như là vương tử có cái tư cách thành vua其他的宰相啊文官武将百官啊都没有成为国王的资格tất cả những cái vị khác tớ tướng à bách quan đại thần à vân vân không có tư cách làm vua 就只有太子有chỉ có thái tử mới có tư cách này 但是必须等待国王退位的或驾崩的他才能登基và chỉ mà phải đợi cái vị quốc vương này thoái vị rồi thì mình mới thì mới thành vua được. 这就是譬喻为我们这一个法门是果地的法门。cái ví dụ này dùng để làm rõ cho cái pháp môn quả địa thành Phật của chúng ta.
那么引用这战佛偈，主要在说明我们净土宗的特色。và dẫn dùng cái cờ tán Phật này để nói lên cái đặc chất của pháp môn Tịnh độ. Chúng ta trong có chỉ có thơ sơ. Pháp môn Tịnh độ có mấy đặc sắc như sau. Ví dụ như, bản nguyện chân định hoàn vũ trụ bao bình sinh nguyện thành, chân chứng bất thoái là thơ sơ. Ví dụ như là bản nguyện chân danh tham vô nhập nhập báo bình sanh nghiệp thành hiện sanh bất thối, đây là một loại đặc sắc của pháp môn Tịnh độ. Nào, chư tu đạo pháp này, tha ly, bồ đề pháp này, y hành đạo, chứng cũng là thơ sao. Tha lực cứu độ, y hành đạo, đây cũng là một loại đặc sắc của pháp môn Tịnh độ. Nào, cái này trong Phật chí bên trong, Phật Trạm Bồ Tát, cái này nguyện. 可以说是一种根本性的。và cái nguyện lực thể hiện trong cờ tán Phật này của Bồ Tát Pháp Tạng là thể hiện cái tâm nguyện của ngài là một cái loại đặc sắc. 也是四十八愿之前的一种预先的铺排垫底。và ta cũng có thể nói là cái tâm nguyện này là cái nền tảng căn bản là bước đệm của 48 nguyện mà ngài phát sau này. 表达了这个愿心之后呢，才有具体的四十八大愿。Biểu đạt nói lên rằng cái tâm nguyện này là cái tâm nguyện tổng quát, là cái bước đệm trước khi ngài phát 48 nguyện, mỗi nguyện.那么我们了解这个道理之后呢，我们就晓得是弥陀的救度。我们呢接受弥陀的救度，我们就能够离开所有恐惧，而获得大安心。và chúng ta nhờ vậy mà biết được sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà và tiếp nhận sự cứu độ của ngài để đạt được cái sự an tâm, không còn những lo hạt.lo sợ nữa. 此后就过一个专一的念佛啊，专一念佛的念佛人。và từ đây về sau chúng ta chuyên nhất niệm Phật, trở thành một người niệm Phật chuyên nhất. 不杂修杂行的念佛人。không tạp tu tạp hành nữa. 不退转的念佛人。trở thành người niệm Phật không thối chuyển, bất thối chuyển.所以观无量寿经就赞叹佛，就赞叹说：若念佛者，当知此人则是人中分陀利发。cho nên kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng người niệm Phật biết được người này là hoa phân đà lợi trong loài người. 显示我们念佛，我们就是一朵白莲花。hiển thị là chúng ta là hoa sen trắng trong loài người.这个莲花是因跟果同时的。花仙丹này là nhân và quả đồng thời。也就是说，下辈子我们能获得成佛的果报。và nói lên rằng chúng ta đời sau chúng ta đạt được quả báo bất thối chuyển thành Phật。莲花是不被污染的。và hoa sen không có ô nhiễm。显示我们念佛人。已经离开六道的轮回。hiển thị người niệm Phật chúng ta đã rời xa lục đạo luân hồi。所以释迦牟尼佛说，我们这样的念佛人，观世音菩萨、大势菩萨，那就是他的同参道人了。và nói lên rằng người niệm Phật chúng ta là bạn của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí。那善导大师就解释说，我们念佛人就是人世间的好人。và đại sư thiền đạo nói rằng người niệm Phật là người hảo nhân của nhân thiên。不只是好人，而且是妙好人。không những là hảo nhân mà còn diệu hảo nhân。妙是难以想象的。
有nghĩa là khó mà nghĩ lường được. 也就是说，这样的好人，不是世间所谓善人、好人能够比的。Đây là nói lên là không những là người cái người tốt ở trong thế gian. 所以说是妙好人。Người tốt trong thế gian này, tất cả mọi người khác không thở bị kịp cho nên gọi là hảo nhân. 这里就说是善善人。Thượng thượng nhân, đây là Quán Kinh nói đến. Sơn Giả Đạo Hữu nói, 这样的念佛者就是人中好人、妙好人、善善人、最胜人、稀有人。Đại sư Thiền Đạo nói rằng, người niệm Phật là người hảo nhân, nhiều hảo nhân, tối thiện nhân, hy hữu nhân.各位莲友都是好人、妙好人、善善人。chúng ta là người hảo nhân, nhiều hảo nhân, thượng thượng nhân. 是最殊胜的人。là người tối thiện nhất. 是最稀有的人。là người hy hữu nhất. 世界上最稀有的是谁呀？thế gian hy hữu nhất là ai？是佛对不对？là Phật đúng không？除了佛以外，又是谁呀？ngoài Phật ra thì là ai？就是念佛人。là người niệm Phật。就是大家啦。chính là mọi người。一下就讲到这里。và hôm nay chiều hôm nay chúng ta giảng đến đây。不过让大家坐了三个多小时，很苦啊。có điều khiến mọi người ngồi ba tiếng đồng hồ rất là khổ。谢谢大家，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无。阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀。